ở Gia Kim Cương chơi một tuần, sống vào Kim Cương các sân bay, và đây quả anh là để về view mình là giáo viên trường đều làm có số điện thoại giáo viên của sân bay bây giờ đó là đóng thôi. Rồi khi nào mới đóng tiền? Đóng được nữa rồi. Nó chia làm nhiều học kỳ đi. Tạm đi chứ anh. Chia làm tất cả một lần rồi. Mà đi 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 phòng bóng tuy ra là được. Đâu có. Cái bà đó bà có con hai con. Cái bà đó bà đưa là như vậy nào. Bà kêu là đưa cho cái học bà là bà kêu bà xin cái con tốt á. Xong bà kêu là tại sao chọn cái trường này. Con giải thích ra là cái trường này có cái bà kêu tốt nó được đánh giá là có đúng những cái trường Florida. Rồi rồi xin hỏi cái ba mẹ làm nghề gì? Con kêu là ba mẹ con có một cái công ty sự kiện. Xong rồi ta cái bác ngồi con lên thì đưa con giấy hồng nên là congratulations bác là cả chúc mừng bạn đã đậu á. Trong tài khoản rồi lại chị Kim mua này kia để sử dụng. Nhàn là đủ rồi. Ok, lên xe về đi con. Ai vậy? Rồi về sớm, rồi đi sớm nha. Đi sao vậy? Bây giờ à? Chưa bao giờ mà hay nó cô lỗ gì luôn á. Đặc biệt quan hệ lộn hay là gì nữa nè. Nói nào mà nói tài xế. Nói tài xế nhắn số tài khoản qua. Nhiều rồi bạn. Rồi nói mọi người là nhắn số. Nhắn số tài khoản qua. Bây giờ được nhiêu rồi. Cô chú bán rồi cho được nhiêu rồi. 4 triệu.